mới gặp tổ chim mà thấy có cái con nằm ở trên đó mà không biết con hay con mẹ. Cho Thắng cầm máy đi, đây. Không biết chim gì nữa. Nếu mà con mẹ chắc giờ mình tới đây nó bay. Nè, con đấy. Con con, nhưng mà con này sao to dữ vậy? Con này con siêu to khổng lồ mà. Con đúng là lắm ấm. Ấy da. Ước gì nó là chim cu. Chim gì luôn á, sao giống chèo bẻo rồi ta. Con này giống chèo bẻo quá đó. Lấy cam không? Anh Thanh nè. Anh Thanh ơi. Cam không? Bạn chim này chim chèo bẻo, lấy cam đi. Nè. Ở đó đi. Nè. Được không? Được. Chắc chim chèo bẻo lắm nha. Có đen thu rồi. Cái nếu chè than là nó có cái màu hả? Không. Chè than là nó có cái đốm bông màu trắng ở hai bên cánh á. Đây nè mọi người. Mình không biết là con chim gì luôn á. Chèo bẻo hay sao á. Con này có thể là chèo bẻo cờ chứ không phải chèo bẻo. Mà chèo bẻo cờ thì to hơn này. Chim gì ta? Anh thử bắt một con nghe đi. Cho em mượn thử anh Thanh. Hả hỏng đồ ăn luôn nè. Cho em mượn đi. Cắt nó quay đi đâu hết.